đây là chương trình phát thanh của trung tâm gian hóa thể thao và truyền thanh thành phố châu đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Văn quá Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ hai, ngày 17 tháng 5 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay có bài Châu Đốc, vận động nhân dân cùng tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trước hết kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Chiều ngày 14 tháng 5 năm 2021, Ủy ban bầu cử thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho các ban bầu cử của thành phố và các ban bầu cử của xã phường trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Tại buổi tập huấn, các đại biểu được hướng dẫn các biểu mẫu, tổng hợp số liệu, biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử, biên bản xác định kết quả bầu cử, biên bản kiểm kê, việc sử dụng phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua tập huấn, giúp các đại biểu nắm rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các tổ chức phụ trách bầu cử, trình tự các công việc thực hiện trước trong và sau ngày bầu cử, góp phần cho sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 23 tháng 5 năm 2021 sắp tới. Đoàn công tác của Ủy ban bầu cử thành phố Châu Đốc cho ông Đinh Văn Bảo, Phó Bí thư Thành ủy Châu Đốc dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Vĩnh Châu. Tại các nơi đến, đoàn đã kiểm tra việc bố trí điểm bỏ phiếu tại các khu vực bỏ phiếu, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang trí điểm bỏ phiếu, thực hiện việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử tấm tác các ứng cử viên, nơi đặt thùng phiếu, các thông tin tuyên truyền cổ động ngày bầu cử, kế hoạch cụ thể đảm bảo an ninh và đảm bảo công tác phòng chống dịch trong ngày bầu cử qua đó đoàn đánh giá cao công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử tại cơ sở đồng thời hướng dẫn khắc phục những thiếu sót tại tất cả các khâu các bước trong quá trình chuẩn bị công tác bầu cử để đảm bảo cho cuộc bầu cử được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật và đạt mục tiêu yêu cầu đề ra Đoàn công tác của Ủy ban bầu cử thành phố Châu Đốc đến kiểm tra tình hình thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại 7 phường xã trên địa bàn thành phố. Đoàn đã đến kiểm tra thực tế khu vực bỏ phiếu tại 66 tổ bầu cử về công tác niêm yết danh sách ứng cử viên, cử tri và phương án bố trí phòng bỏ phiếu. Tính đến thời điểm này, Ủy ban bầu cử thành phố Châu Đốc đã ban hành nghị quyết về công bố đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, đã ấn định 9 đơn vị bầu cử, số đại biểu được bầu là 30 đại biểu đối với xã phường có tổng số 42 khu vực bỏ phiếu, số đại biểu được bầu là 162 đại biểu, lập và niêm yết danh sách cử tri tham gia bầu cử trên địa bàn thành phố có 91.895 cử tri, số cử tri bỏ địa phương đi làm ăn xa là 6.166 người, cử tri 18 tuổi là 629 người. Tại các nơi đến, các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến về công tác tuyên truyền bầu cử, quan tâm đến cơ sở vật chất phục vụ cho cuộc bầu cử, quan tâm trang trí khu vực bỏ phiếu, chú trọng đến tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong ngày bầu cử, niêm yết danh sách ứng cử viên và cử tri. Thông tin địa điểm, thời gian bỏ phiếu, thông tin tiểu sử tấm tắt, chương trình hành động của các ứng cử viên trên các phương tiện thông tin đại chúng, công khai, công bằng, minh bạch, rõ ràng đồng thời đẩy nhanh công tác tuyên truyền ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn, thường xuyên kiểm tra tổ khu vực bỏ phiếu, trang thiết bị phục vụ cuộc bầu cử, chỉ đạo các xã phường tổ chức thông tin rộng rãi về địa điểm bỏ phiếu, địa điểm niêm yết danh sách cử tri để cử tri kiểm tra đối chiếu thông tin và phân công công chức chuyên môn thường xuyên tiếp nhận những phản ánh kiến nghị của cử tri liên quan đến quyền bầu cử. Thường trực Ủy ban bầu cử thành phố Châu Đốc ra soát việc thực hiện các nội dung công việc theo lịch trình bầu cử, đề xuất phương án thực hiện in ấn tài liệu bầu cử theo phân cấp và chuẩn bị các cơ sở vật chất cần thiết phục vụ công tác bầu cử, có kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm phiếu đối với các tổ bầu cử, công tác nhập liệu, phương án sử dụng phần mềm, thực hiện tốt công tác đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống dịch COVID-19 trước trong và sau ngày bầu cử để cử tri toàn thành phố đi bầu đủ đúng vào ngày 23 tháng 5 năm 2021. Tính đến ngày 9 tháng 5 năm 2021, trên địa bàn thành phố Châu Đốc có 14 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, phát hiện và xử lý 8 ổ dịch và 56 ca mắc bệnh tay chân miệng, tập trung ở 7 phường xã trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Để chủ động đề phòng dịch bệnh, Trung tâm Y tế thành phố tổ chức phun xịt tiêu độc sát trùng môi trường định kỳ, các tổ chức đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ra quân phát quang bụi rậm, diệt mũi lăng quăng, khuyến cáo người dân ngủ màng, ăn chín uống sôi, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. Khi phát hiện trẻ có biểu hiện mắc bệnh, đưa ngay đến trung tâm y tế gần nhất để điều trị, tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc. Mặc dù công tác phòng bệnh được triển khai đến tận cơ sở, nhưng còn một số nơi hộ dân chưa làm tốt, người dân chưa có ý thức nên dịch bệnh vẫn xảy ra. Đáng lo hơn, hiện nay dịch bệnh sốt xuất huyết tay chân miệng không chỉ theo mùa, theo chu kỳ mà xảy ra rải rác quanh năm khắp các địa bàn. Đây là những nguyên nhân làm phát tán dịch bệnh cũng như tồn tại dịch bệnh tiềm ẩn trong môi trường sống trong thời gian qua. Ủy ban bầu cử thành phố Châu Đốc chỉ đạo các địa phương trên địa bàn thành phố tập trung phòng chống dịch COVID-19, phục vụ tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Ủy ban Bầu cử thành phố Châu Đốc đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp, cấp ủy, Ủy ban nhân dân các phường xã tăng cường chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, nhất là thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Giao ngành chức năng khẩn trương hoàn thiện và ban hành hướng dẫn công tác phòng chống dịch, phục vụ công tác bầu cử, cung cấp đầy đủ vật tư y tế, nước sát khuẩn, khẩu trang, máy đo thân nhiệt, phun khử khuẩn tại tất cả các khu vực bỏ phiếu, hướng dẫn địa phương chuẩn bị các phương án khi có người bị sốt ho trong khu vực bỏ phiếu, đối tượng F1, F2 người bị nhiễm COVID-19 đang điều trị nếu có. Ủy ban bầu cử các cấp phối hợp với ngành y tế chuẩn bị sẵn sàng các phương án đảm bảo cho cử tri thuộc các đối tượng đang cách ly được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, chuẩn bị sẵn sàng phương án khi có khu vực bị phong tỏa do có người bị nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Thời gian gần đây trên địa bàn cả nước liên tục xảy ra các vụ cháy trong khu vực dân cư, gây thiệt hại lớn về người và tài sản để chủ động phòng ngừa tình trạng cháy nổ xảy ra trên địa bàn thành phố Châu Đốc, nhất là trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công an thành phố Châu Đốc đã tích cực triển khai nhiều giải pháp. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố Châu Đốc xảy ra hai vụ cháy, thiệt hại về tài sản, không thiệt hại về người. Đây là hồi chuông cảnh báo cho thấy sự nguy hiểm khi có cháy nổ xảy ra. Vì vậy, cần phòng ngừa một cách có hiệu quả, nhất là thời điểm trước trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện kế hoạch của công an tỉnh về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 từ nhiều tháng qua phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo an toàn công tác phòng cháy chữa cháy chủ động phối hợp với các lực lượng liên quan xây dựng các kế hoạch phương án đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho các hoạt động bầu cử ra soát các vấn đề liên quan phát sinh trong công tác bảo vệ các hoạt động bầu cử chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Cùng với đó tập trung thanh tra kiểm tra, rà soát các phương án để chủ động phát hiện và kịp thời xử lý các tồn tại thiếu sót về phòng cháy chữa cháy tại các địa điểm khu vực bầu cử và các cơ sở trọng điểm về chính trị kinh tế văn hóa trên địa bàn tỉnh. Qua đó, loại trừ các nguy cơ phát sinh cháy nổ ngay từ đầu, góp phần đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, không để chủ động bất ngờ trong mọi tình huống. Công an tỉnh chủ động xây dựng các phương án diễn tập, thực tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở trọng điểm. Đặc biệt là các địa điểm bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh, đồng thời củng cố lực lượng dân phòng, Lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và chuyên ngành đảm bảo về số lượng, chất lượng, nêu cao tinh thần trực chiến đấu, sẵn sàng chủ động trong mọi tình huống, quyết tâm không để xảy ra cháy nổ, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử. Dịch bệnh COVID-19 lại có diễn biến phức tạp, đáng quan ngại hơn khi tình trạng người dân lại có tâm lý lơ là, xem thường việc phòng chống dịch. Biểu hiện dễ thấy nhất chính là tình trạng không đeo khẩu trang ở nơi công cộng khi điều khiển phương tiện giao thông trên đường. Dù các lực lượng chức năng ở các địa phương liên tục nhắc nhở ra quân xử phạt, nhưng xem ra rất nhiều người vẫn thiếu ý thức trước quy định này. Hoặc đeo khẩu trang theo kiểu đeo cho có, không đảm bảo yếu tố phòng chống dịch. Đáng lo hơn là tình trạng không đảm bảo phòng chống dịch bệnh ở các khu chợ. Người dân nhất là những người mua bán nhỏ gần như không quan tâm đến các khuyến cáo của ngành y tế về khẩu trang khử khuẩn khoảng cách. Không chỉ người bán mà người mua cũng tụm 5, tụm 3 tranh nhau lựa chọn hàng hóa. Trong khi chợ là nơi yếu tố vệ sinh kém, nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh rất cao nếu có trường hợp dịch ngoài cộng đồng. Cái đến phải nói là các hàng quán từ quán cà phê dĩ hè đến các quán nhậu, quán ăn sáng, không ít hàng quán vẫn còn tập trung khá đông người trong một không gian diện tích hẹp mà đã vào quán để ăn uống thì buộc phải gỡ bỏ khẩu trang. Trong khi tình hình dịch bệnh với chủng virus mới nguy cơ lây lan nhanh, mà người dân vẫn giữ thói quen hẹn nhau ra quán cà phê buổi sáng hoặc lai rai ở các quán nhậu vào buổi tối, tình trạng lơ là phòng chống dịch đến từ khắp nơi là điều hết sức quan ngại. Rồi tình trạng dứt khẩu trang y tế bừa bãi không đúng nơi quy định cũng là một trong những nguồn lây lan dịch bệnh nếu không được thu gom xử lý đúng cách. Hay như người dân bị sốt, đau họng thì không đến cơ sở y tế để được thăm khám mà tự ý mua thuốc ở các quầy thuốc, không ít nhà thuốc vì lợi nhuận khi có khách đến mua thuốc điều trị bệnh liên quan đến đường hô hấp, không có toa của bác sĩ dẫn bán thuốc bình thường. Dịch COVID-19 đã có những dấu hiệu lây lan ra cộng đồng. Nếu không quyết tâm và quyết liệt trong từng hành động, dù rất nhỏ thì rất có thể, bao nhiêu công sức phòng chống dịch của cả nước ta trong một thời gian rất dài sẽ trở nên ổn phí. Mọi người hãy cùng nhau phòng chống dịch một cách nghiêm túc nhất, đặc biệt là cần từ bỏ những thói quen có nguy cơ cao, dễ gây lây lan dịch, để chúng ta có thể tự hào khẳng định Việt Nam thật đáng sống trong dịch bệnh COVID-19. Theo báo cáo Ban an toàn giao thông thành phố Châu Đốc từ ngày 4 tháng 5 đến ngày 10 tháng 5, lực lượng chức năng công an thành phố Châu Đốc tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Châu Đốc. Qua tuần tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản 35 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 17 xe mô tô, 1 xe ô tô, 12 giấy mô tô, 5 giấy ô tô, nhắc nhở 68 trường hợp khách du lịch quay đầu xe nơi có biển cấm dừng cấm đổ nhắc nhở một ô tô chở khách không mang khẩu trang ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 78 trường hợp, trong đó vi phạm nồng độ cồn một trường hợp, 51 trường hợp xe mô tô, 27 trường hợp xe ô tô, tước 17 giấy phép lái xe, giải tỏa 22 trường hợp đậu đổ dưới lòng lề đường, nhắc nhở 25 trường hợp tham gia giao thông không mang khẩu trang. Bên cạnh đó, đội liên ngành thành phố Châu Đốc tổ chức 5 cuộc tuần tra nhắc nhở xử lý người dân đeo khẩu trang khi tham gia giao thông. Qua tuần tra nhắc nhở 81 trường hợp không mang khẩu trang, xử lý 23 trường hợp không mang khẩu trang. Kiểm tra 14 xe ô tô khách, xử lý 3 trường hợp xe ô tô khách, để hàng hóa trong khoang hành khách, đổ xe trái nơi quy định. Hành vi trộm cắp điện không chỉ làm tăng tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ, chập điện, dẫn đến cháy nổ, mà còn nguy hiểm cho bản thân, người xung quanh và cộng đồng xã hội theo Nghị định số 134 trên 2013 ngày 17 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, quy định rõ các hình thức xử phạt tương ứng với các hành vi trộm cắp điện. Cụ thể như sau, các mức phạt đối với hành vi trộm cắp điện dưới mọi hình thức. Dưới 1.000 kW, phạt 2 triệu đến 5 triệu đồng từ 1.000 kW đến dưới 2.000 kW, phạt 5 triệu đến 10 triệu đồng. Từ 2.000 kW đến 4.500 kW, phạt tiền từ 10 triệu đến 15 triệu đồng. Từ 4.500 kW đến dưới 6.000 kW, phạt tiền từ 15 triệu đến 20 triệu đồng. Từ 6.000 kW đến dưới 8.500 kW, phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng. Từ 8.500 kW đến dưới 11.000 kW, phạt tiền từ 25 triệu đến 30 triệu đồng. Từ 11.000 kW đến dưới 13.500 kW, phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 35 triệu đồng. Từ 13.500 kW đến dưới 16.000 kW, phạt tiền từ 35 triệu đồng đến 40 triệu đồng. Từ 16.000 kW đến dưới 18.000 kW, phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 45 triệu đồng. Từ 18.000 kW đến dưới 20.000 kW, phạt tiền từ 45 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Trộm cắp điện từ 20.000 kW trở lên sẽ xử lý hình sự. Điện lực Châu Đốc khuyến khích người dân cùng tham gia tố giác tội phạm liên quan đến trộm cắp điện. Đồng thời liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng, tổng công ty điện lực miền Nam theo số điện thoại 1900 1006 hoặc 1900 9000 hoặc cơ quan công an địa phương khi phát hiện vi phạm trộm cắp điện. Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ở Campuchia. Lượng người nhập cảnh trái phép qua biên giới gia tăng, gây áp lực cho lực lượng kiểm soát biên giới. Để ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập trên tuyến biên giới dài khoảng 100 km của tỉnh tiếp giáp Campuchia, lực lượng chống dịch bao gồm bộ đội biên phòng, quân sự, công an, dân quân tự vệ và cán bộ giáo viên nhân dân ngày đêm căng mình thực hiện nhiệm vụ kép trên tuyến biên giới giữa thành phố Châu Đốc tiếp giáp Campuchia, đồn biên phòng Vĩnh Quân đóng quân trên địa bàn khóm Vĩnh Tây 2, phường Núi Sam, quản lý đoạn biên giới 15,4 km với 6 cột mốc chính và 23 mốc phụ. Đơn vị nắm tình hình ngoại biên xã Chay Chốt và ấp Thma Bay Đơm, xã Cam Bông Ra Sang, huyện boray Chon Sa, tỉnh Ta Keo, Dương Quốc, Campuchia. Tại đồn biên phòng Vĩnh Quân, ngoài lực lượng thuộc biên chế, Đơn vị được tăng quân số thêm 55 đồng chí thuộc bộ đội biên phòng các tỉnh như Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Dụng Tàu, Khánh Hòa, Hải Phòng, Phú Yên. 30 đồng chí là lực lượng công an, 49 đồng chí là dân quân tự vệ để đảm bảo lực lượng phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đơn vị đã duy trì 26 chốt, hai tổ kiểm soát lưu động, thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát tuyến biên giới phòng chống dịch bệnh COVID-19 kịp thời ngăn chặn xử lý các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống tội phạm. Kết quả phát hiện bắt giữ, xử lý 10 vụ trên 18 đối tượng nhập cảnh trái phép, xử phạt vi phạm hành chính 84 triệu đồng. Độc lập bắt giữ, xử lý 9 vụ 16 đối tượng, phối hợp công an thành phố Châu Đốc bắt 1 vụ 2 đối tượng là người Việt Nam có hành vi nhập cảnh trái phép tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 3 tháng 5 năm 2021, bàn giao cho Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố cách ly tập trung 13 đối tượng theo quy định. Thiếu tá Nguyễn Trương Phong, đồng trưởng đồng biên phòng Vĩnh Quân cho biết. Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại Campuchia, để chủ động phòng chống dịch có hiệu quả trên tiếng biên giới đồng phụ trách thì trong thời gian tới đồn biên phòng sẽ tăng cường các biện pháp nắm tình hình đặc biệt là tình hình dịch bệnh tại Campuchia bên cạnh đó đơn vị cũng chủ động làm tốt công tác chuẩn bị tiếp nhận lực lượng công an dân quân ở các huyện thị phía sau lên tăng cường cho các chốt phòng chống dịch Covid-19 trên biên giới ngoài ra thường xuyên phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân ở khu vực biên giới về công tác phòng chống dịch COVID-19 và vận động để mỗi người dân là một chiến sĩ phòng chống dịch COVID-19 ở khu vực biên giới. Bên cạnh đó, những ngày qua, thành phố Châu Đốc tổ chức tuần tra xử phạt tình trạng người dân không đeo khẩu trang trên địa bàn thành phố. Qua kiểm tra, đã xử phạt 34 trường hợp với số tiền 34 triệu đồng, mỗi trường hợp 1 triệu đồng, thuộc 24 trường hợp giết cam kết, nhắc nhở 30 trường hợp đeo khẩu trang, buộc 24 trường hợp giết cam kết, nhắc nhở 30 trường hợp đeo khẩu trang không đúng quy định. Trước tình hình dịch bệnh đang căng thẳng bên kia biên giới và nhiều quốc gia khác trên thế giới, tình trạng nhập cảnh trái phép sẽ gia tăng, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng rất cao. Do vậy, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Châu Đốc yêu cầu các địa phương tiếp tục kiên trì phương châm chống dịch là ngăn chặn cách ly, khoanh dùng dập dịch, điều trị hiệu quả. Cần nắm chắc theo dõi sát các trường hợp trở về từ vùng dịch, các trường hợp đã hoàn thành cách ly tập trung về địa phương, tiếp tục cách ly tại gia đình có giải pháp theo dõi cách ly phù hợp và đúng quy định. Bởi những ngày qua, ở một số địa phương trong cả nước đã phát hiện các ca dương tính trở lại sau thời gian cách ly tập trung 14 ngày. Do đó, công tác giám sát cách ly tại nhà sau cách ly tập trung cần được thực hiện một cách chặt chẽ, triệt để hơn. Đồng thời, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố lưu ý các địa phương, khu vực biên giới cần tăng cường lực lượng thường xuyên tuần tra kiểm soát, không để tình trạng nhập cảnh trái phép. Tuyên truyền giúp cho người dân tự nâng cao ý thức về phòng chống dịch bệnh, tích cực phát hiện, tố giác các đối tượng dược biên và vận chuyển người dược biên trái phép, đồng thời khuyến cáo người dân thực hiện giải pháp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung khai báo y tế của Bộ Y tế. Các cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền địa phương kiểm soát chặt chẽ các nhà trọ, cơ sở lưu trú, tăng cường kiểm soát các khu cách ly tập trung, không để xảy ra tình trạng người trốn khỏi khu cách ly và lây nhiễm chéo tại các khu cách ly. vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Thành phố Châu Đốc phát trên tần số FM 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, chính quyền địa phương các vườn xã trên địa bàn thành phố Châu Đốc đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời xử lý người không đeo khẩu trang phòng chống dịch theo Nghị định 117 trên 2020 trên NDCB. Ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ, Kết quả, có nhiều cá nhân bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng vì không đeo khẩu trang phòng chống COVID-19 nơi công cộng. Điều đó minh chứng cho tinh thần quyết liệt trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của ban chỉ đạo thành phố Châu Đốc. Không chỉ ra quân tuyên truyền, xử lý theo quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc chỉ đạo ngành chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống để nhân dân không quan mang, không lơ là, nhưng cũng không chủ quan trong phòng chống dịch bệnh. Hệ thống truyền thanh từ thành phố đến cơ sở, loa phát thanh lưu động, hệ thống thông tin trên mạng xã hội phát huy mạnh mẽ để các thông tin chính thống, hiệu quả đến với nhân dân. Cùng với đó, mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên trực tiếp tuyên truyền đến nhân dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên đã xung phong tuyên truyền tại khu vực chợ, khu dân cư về những biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cùng với đó là những tờ rơi, tờ bướm tuyên truyền khuyến cáo 5K, những khẩu trang được trao tặng miễn phí để người dân nâng cao ý thức bản thân mình cùng chung tay phòng chống dịch bệnh. Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến khó khăn, dịch bệnh xuất hiện ở nhiều tỉnh thành. Một số bệnh viện đã có người bệnh, người nhà và nhân viên y tế mắc COVID-19 trong đó có chủng virus biến thể siêu lây nhiễm Anh, Ấn Độ, nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao. Thông tin từ Bộ Y tế nhiều ngày liên tục ghi nhận các ca bệnh trong nước cho thấy tình hình đang diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, những ổ dịch cơ bản đã được kiểm soát, các ca bệnh được ghi nhận tại các khu cách ly trong tầm kiểm soát của chúng ta. Theo nhận định của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, có một thực tế rằng với cơ sở hạ tầng phương tiện y tế ở nước ta một khi dịch bùng phát thì hậu quả rất nghiêm trọng. Chính vì thế, mỗi người dân cần trở thành một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19. Ngoài những giải pháp của ngành chức năng của các cấp chính quyền, mỗi người dân cần nâng cao ý thức bản thân vì an toàn sức khỏe của chính mình, của gia đình và toàn xã hội giới phương châm phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình. Mọi người dân phải hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Tất cả người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, kể cả khi tham gia giao thông trên đường những trường hợp không chấp hành việc đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh COVID-19 sẽ bị xử lý theo Nghị định 117 trên 2020 NDCB ngày 28 tháng 9 năm 2020, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Cụ thể sẽ bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Người dân không đi đến các quốc gia, dùng hoặc địa phương đang có dịch theo thông báo của Bộ Y tế. Người đến, qua, ở, về từ dùng có dịch phải tiến hành khai báo y tế và thực hiện nghiêm cách ly theo đúng quy định. Nếu không thực sự cần thiết, hạn chế tối đa việc đi đến các địa phương dùng đang có dịch bệnh. Khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhập cảnh trái phép, các trường hợp người lạ mặt đến cư trú tại địa phương hoặc đối tượng trốn cách ly, tập trung thông báo ngay cho chính quyền địa phương để xử lý kịp thời. Những gia đình có thân nhân ở nước ngoài, đặc biệt là đối với đồng bào sinh sống, làm việc và học tập tại Campuchia phải tích cực tuyên truyền, vận động người thân không được nhập cảnh trái phép mà phải nhập cảnh theo đường chính ngạch, thực hiện khai báo và cách ly đúng quy định. Tuyệt đối không được xuất cảnh trái phép, tổ chức đưa người khác xuất cảnh trái phép người dân không chủ quan lơ là nhưng cũng không hoang mang gây mất an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng Bà con cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, đeo khẩu trang giải tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người và cả khi tham gia giao thông, đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế, giữ vệ sinh lau rửa và để nhà cửa thông thoáng, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác không tụ tập đông người, thực hiện khai báo y tế trên app ncov, cài đặt ứng dụng bluezone tại địa chỉ http bluezone gov vn được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm covid-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 19009095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn bà con nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành việc tạm dừng các hoạt động dịch vụ cơ sở kinh doanh karaoke cơ sở massage dịch vụ internet trò chơi điện tử công cộng các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao trong nhà như phòng gym phòng tập yoga câu lạc bộ câu lạc bộ thể dục nhịp điệu hội cờ tướng bia chợ đêm hàng quán ăn uống theo mô hình buffet karaoke dưới mọi hình thức các sự kiện tập trung đông người như tiệc mừng, liên quan, đám tiệc của các cấp chính quyền. Đặc biệt không tổ chức hát karaoke di động trên đường phố, khu dân cư để hạn chế tụ tập đông người, đảm bảo an toàn phòng chống dịch và đảm bảo an ninh trật tự. Để đảm bảo việc phòng chống dịch COVID-19 đạt hiệu quả, người dân tuyệt đối không được chủ quan lơ là trước nguy cơ dịch bệnh, nhưng không được hoang mang dẫn đến những hành động gây mất an ninh trật tự tại địa phương đồng thời phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế và chính quyền địa phương. Mọi người dân Việt Nam hãy đồng lòng quyết tâm giữ vững thành quả đã đạt được trong phòng chống dịch COVID-19. Chống dịch như chống giặc, phát hiện nhanh, khoanh dùng, truy vết, xét nghiệm và điều trị dịch COVID-19 kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả. Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi khóm, ấp, xóm làng, tổ dân phố là một pháo đài trên mặt trận chống dịch COVID-19 hãy đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Toàn dân tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. Quý vị và các bạn vừa nghe bài Châu Đốc vận động nhân dân cùng tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.